trời đã thức giấc, chim mến bay đầy trước sân. Cha đang ở bên hiên nhặt lá mai đón xuân về. Mẹ cười tươi thật vui cùng đứa em mắt xanh ngời. Đang chuẩn bị mâm cơm chiều 30 đón ông bà. Dọn ra về nhà đón Tết sau tháng năm mình 43. Quay quần bên mẹ cha dùng bữa cơm với đạt thức giấc, chim mến bay đầy trước sân.